Thưa quý vị, sáng nay ngày 24 tháng 2, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý đề án một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Minh Triết chủ trì hội nghị. Theo đó, hội thảo lần này bên cạnh trình bày những vấn đề chung, thực trạng về công tác nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố giai đoạn 2020-2025, còn tập trung tham luận một số nội dung, góp ý để hoàn thiện đề án. Trong đó, nổi bật là các vấn đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Thường xuyên chăm lo củng cố vị trí vai trò lãnh đạo, nâng cao cái năng lực trí tuệ của đảng bộ, để từ đó mà hoạch định chủ trương chính sách cho nó phù hợp. Cái này là cái quan trọng nhất. Thường á, mình á, là dự báo nó không tốt, cho nên ra nghị quyết sau cái một vài năm sau cái là nó phải điều chỉnh hết. Có những lúc mình bàn tính đến chuyện là không nên điều chỉnh để đến cuối nhiệm kỳ hoặc nhiệm kỳ sau, nhưng mà thực tế là không điều chỉnh không được. Cuộc sống nó vượt qua tất cả những cái văn bản, kể cả văn bản của đại học. Chính ở chỗ là năng lực trí tuệ, năng lực hoạch định chủ trương chính sách. Trong cái xây dựng đảng về chính trị đặc biệt quan tâm đến cái nâng cao cái năng lực này. Ta nên có đề ra trong khi mà chúng ta tiến hành cái giải pháp gọi là luân chuyển cán bộ đó để đào tạo đó, là nên đề ra nguyên tắc là tương ứng một một. Thế địa phương tôi được đưa về một người thì đồng thời tôi cũng được quyền tiến cử một người để đi địa phương khác hoặc là cấp trên, thì như vậy mới kích thích được cái nỗ lực phấn đấu của anh em địa phương, anh em tại chỗ. Cái đề án của chúng ta phải làm sao thể hiện rõ cái năng lực lãnh đạo của đảng bộ thành phố, phải thể hiện về chất so với nhiệm kỳ vừa qua. Đấy, phải tạo ra cái bước đột phá, nhất là đột phá về phát triển kinh tế cộng gì. Kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt. Đấy, thì theo tôi cái nội dung năng lực lãnh đạo đó thể hiện hai cái vấn đề lớn. Đó là phát triển kinh tế xã hội và hai là làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng trình độ đảng. Hội thảo cũng tập trung bàn về các nội dung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ đảng viên, hướng dư luận xã hội gắn với đấu tranh phòng chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.